Voilà, chào các bạn, mình đang ở sự kiện Nvidia ra mắt những con 4000 series tại Việt Nam. Các bạn chắc là xem qua sự kiện Nvidia ra mắt 4000 series tại nước ngoài nhiều rồi, đúng không? Hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn đi theo dõi xem coi là các cái gian hàng được trưng bày ở đây có cái gì nó hay ho nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng điểm qua gian hàng đầu tiên. Đây, xin mời cameraman bước tới đây. Đây là gian hàng của Gigabyte và các bạn có thể thấy được đây đang sẵn là họ đã build sẵn một cái bộ máy của chúng ta luôn ha. Bạn có thể thấy là đây sắp sửa ra là cái bộ máy mà mình test luôn nè. Cái con Vega mới của họ rất là to, rất là nạt luôn. Và ở đây các bạn có thể thấy là nguyên cái setup của Gigabyte á, bao gồm luôn cả con G5 mới. Đây là con laptop Gigabyte G5 mới nè. Cái con này nó sẽ không có pin rời. Và năm nay sẽ là pin tích hợp. Đó. Sắp tới thì mình cũng sẽ review con này rất là chi tiết cho các bạn ha, để cho anh em có thể theo dõi con này thật là kỹ. Rồi, tiếp theo đó, sau đó kế bên đây này chúng ta có cái quầy của Colorful. Đây, các bạn có thể thấy rất là nhiều mẫu Vega của Colorful và cũng rất là đẹp luôn. Và ngoài ra chúng ta có một cái rất là đặc biệt nè, các bạn thấy không? Có một cái màn hình ở đây. Đó, cái màn hình này chúng ta dùng để gắn lên những con, đây, những con Vega như thế này. Đó, và các bạn thấy không? Chúng ta có thể tháo ra được. Đó, cái màn hình nó lầy luôn các bạn. Nó như là một cái thanh sô-cô-la vậy đó, bạn thấy không? Và khi mà mình lắp lên nè, nó sẽ nhận tín hiệu đi vào bên trong máy tính. Đó, và nó sẽ hiện lên luôn. Rất là đẹp các bạn nha. Và ngoài ra quầy Colorful thì chúng ta có thể thấy được cái sự hiện diện của rất là nhiều những gương mặt mà các bạn có thể rất là quen thuộc trên thị trường rồi, như là nguồn Segotech nè. Đó, bạn sẽ thấy được là có cả bàn phím Moto Speed. Hồi trước mình cũng có xài những cái con phím này khi mà mình đi chơi net nè. Ngoài ra là Siberia cũng có nè. Và đây đang có một cái bàn phím của Colorful, họ đã làm ở đây nè, với tên là Damo Shock. Đây, cho các bạn xem cho nó kỹ ha. Đấy, con bàn phím nó rất là đẹp nha, chất build rất là tốt ấy. Và theo như mình đánh giá thì nó có thể sánh ngang chất lượng build với lại con Vortex hồi trước mà mình đã có review rồi. Và sau này mình sẽ mượn cho các bạn một con bàn phím này để review. Và ngoài ra, dĩ nhiên rồi, nhân vật chính nó phải là Battle Axe RTX 4090. Sắp tới thì mình chắc cũng sẽ mượn Colorful con 4090 này về để review test cho các bạn xem coi là con này nó có mát hay không và hiệu năng của nó như thế nào nha. Rồi, đi sang bên đây nè các bạn ạ. Đây là một cái gian hàng mà rồi bên đây Zotac thì họ cũng đã dẹp mất rồi, cho nên là cũng không có gì để chúng ta có thể đó được thêm. Rồi, ở bên WD đây thì hồi nãy mình có ngồi và mình xem họ có ra mắt một cái sản phẩm mới là một con SN850X. Cái con đó là nó sẽ có cái tính năng là AI, và khi mà các bạn bật cái tính năng đó lên á thì nó sẽ tự động nhận diện xem là các bạn đang sử dụng cái tác vụ gì để có thể điều chỉnh cái tốc độ của ổ cứng cho nó phù hợp để làm tăng cái hiệu quả sử dụng và cũng như là tăng cái độ bền của cái ổ cứng của chúng ta qua thời gian sử dụng lâu dài. Nhưng mà đây thì lại không có cái sản phẩm đó, cho nên là chắc là xin lỗi các bạn đi. Rồi các bạn, và đây các bạn có thể thấy được là bên WD họ cũng có một vài phần quà Lucky Draw và một vài phần quà dành cho những người trả lời đúng câu hỏi. Mình là cái người trả lời đúng câu hỏi tới 3 lần của WD các bạn ạ. Và mình có 3 cái túi này. Đây là túi đa năng của họ và cũng như là đây là cái bao da để có thể đựng những con ổ cứng của WD ha. Mình thấy rất là, đây, họ làm rất là chuẩn chỉnh đấy. Tại vì những cái này không phải rất là nhiều hãng người ta có thể làm được đâu, mà là một số những hãng người ta có sự quan tâm tới người dùng đầu cuối, cần cái sự tinh tế và cũng như là cần cái sự bền và đẹp cho cái ổ cứng của họ, thì WD là cái hãng duy nhất mình thấy có làm bao da. Rồi, chúng ta sẽ đi sang với quầy tiếp theo nha các bạn nha. Và đây các bạn có thể thấy được vẫn rất là quen thuộc thôi, quầy của MSI. Fan rồng thì các bạn lại được gặp lại con rồng này rồi. Đây, nó đã xuất hiện trong cái sự kiện lần trước mà mình đi bên sự kiện Intel ấy. Và hôm nay thì chúng ta lại được gặp lại con rồng này. Và dĩ nhiên rồi, một con Supreme X 4090 rất to nạt ở trên tay mình đây. Và mình cũng đã có review cho các bạn về 4090 Supreme X rồi, và các bạn có thể xem lại ở trên kênh GVN. Và nếu như bạn tò mò là full bộ máy MSI có 4090 Supreme X nhìn nó như thế nào thì đây, xin mời các bạn chiêm ngưỡng luôn. Đó, đẹp các bạn ha. Rất là chuẩn chỉnh đấy. Mystic Light của MSI là một trong những công nghệ đồng bộ RGB mà theo như mình thấy là từ xưa tới bây giờ làm rất tốt, và họ vẫn duy trì được cái công nghệ đó cho tới thời điểm hiện nay. Và như mình có thấy ở đây là cả cái case lẫn cái tảng lẫn cái RAM, main này, rồi thậm chí là cả con Vega thì nó đang được đồng bộ rất là tốt. Và theo như mình thấy được đây là một cái hệ thống mà đáng mơ ước của rất là nhiều anh em game thủ, đúng không? Rồi, chúng ta đi qua tới quầy tiếp theo và cũng sẽ là quầy cuối cùng. Và đây, mình đang ở quầy của Kroger. Và các bạn có thể thấy được là đây là một cái sản phẩm đang được bán tại 9000 GVN của tụi mình luôn. Đây là con Argo. Nhưng mà thiệt ra là con Argo One nha. Bán ở GVN tụi mình là con Argo, con cao hơn con này chút xíu. Thì cái đặc biệt của những cái con ghế này đó chính là bạn có thể thấy được là có rất nhiều đường nét gaming cắt xẻ các thứ, nhưng mà nó vẫn giữ được cái ưu điểm, đó chính là đây là ghế công thái học, ngồi rất là mát mông này. Đấy, bạn sẽ có thể là di chuyển cái phần lưới đáy dưới đây, đi ra đi vô này, tay thì cũng là tay 3D này, bạn lên xuống trái phải xoắn qua xoắn lại. Cái cổ này thì bẻ rất là dễ dàng đó, bạn có thể thấy.
Nhìn chung đây là một trong những con ghế mình rất là thích. Và nếu như bạn hỏi mình á, chất build con này có tốt hay không, thì đây xua kèo là một trong những con ergonomic chair tốt nhất mà mình từng được ngồi. Và sau khi mình điểm qua cho các bạn con Argo One, thì đây là có một con ghế của Cougar rất là nổi bật. Đây chính là con Terminator của họ. Là cái sản phẩm mà mình nhìn vào một cái thôi là mình đã thấy rất là wow rồi. Như các bạn có thể thấy được, đây là một con ghế gaming, rất nhiều đường nét gaming, rất hầm hố đằng sau, nó như là một cái xương sống luôn các bạn ạ. Nhưng mà nó live với ghế công thái học, cho nên đó là lý do tại sao mà mình ngồi lên đây. Nó rất là thoải mái. Theo như một số bạn á, nếu như mà có ngồi ghế gaming thì bạn sẽ thấy rất là đau lưng. Tại vì cái kiểu ghế gaming á, nó sẽ cố gắng nó ép sát cái người của bạn vào trong một cái form duy nhất, cho nên là em sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Đúng rồi, thì ghế gaming nó phải giữ cho các bạn ngồi chắc mà. Tại vì cái kiểu ghế gaming nó giống như là ghế của những người đua xe vậy á các bạn ạ. Mấy cái xe kiểu tốc độ cao á, thì người ta sẽ cần phải ngồi rất là chắc đúng không? Nhưng mà những ghế công thái học thì nó khác. Và con ghế này nó cũng như vậy. Đây, mình ngồi rất là fit với lại cái lưng của mình, bạn có thể thấy nè. Đó, và cái góc nghiêng của con này là khoảng 170 độ nha. Nghiêng cho anh em xem nè. Vãi, nó cứng lắm anh em ạ. Rất là khó để bẹt ngửa đằng sau luôn. Đó, và những cái đường nét đằng sau này thì mình liên tưởng tới cái xương sống của Terminator. Vâng, và tiện đây thì mình cũng sẽ giới thiệu cho các bạn luôn một vài cái mẫu case mà mình có rất là nhẵn mặt ở trên GVN rồi. Thì mình cũng đã từng cầm qua một số cái con case Cougar Conquer này. Và tiếp theo sau đó thì bạn có thể thấy được là chúng ta có một số mẫu case cũng rất là quốc dân sắp tới thôi. À, mình nghĩ con này sẽ trở thành quốc dân nè. Đây, xin cho các bạn xem một mẫu case trắng rất là đẹp ha. Đây, xin giới thiệu với các bạn, đây là Dual Face. À, tại sao nó lại có tên là Dual Face? Tại bạn có thể tháo được cái mặt trước này ra. Đó, để bạn thay bằng một cái mặt khác. Đây, họ tặng sẵn cho bạn một cái mặt kính nè. Đấy. Hồi trước á, khi mà các bạn mua case. Đây, mình lắp cho các bạn coi ha. Đó, tại sao gọi là Dual Face? Đây là cái lý do này các bạn. Hồi trước các bạn mua cây thì bạn sẽ bị giới hạn ở một cái option duy nhất thôi. Một là cái cây của bạn nó sẽ phải là cây mặt lưới, hoặc là nó sẽ phải là cây mặt kính. Nhưng bây giờ thì nó khác. Đó, thì anh em có thể được trang bị cả hai cái mặt này sẵn ở trong bóc luôn. Về nhà có thể thay tùy ý ha. Muốn thoáng thì cứ xài cái này, còn muốn đẹp thì cứ xài cái này. Nói chung đó là những gì mà mình có thể chia sẻ cho bạn trong sự kiện ngày hôm nay. Và đó là tất cả những sản phẩm có mặt trong sự kiện Nvidia ra mắt những con 4 ngày series tại Việt Nam. Và các bạn thấy video này như thế nào? Nếu cảm thấy quan tâm về những sản phẩm 4 ngày series thì đừng quên ghé đường link phía bên dưới, mình đang có để hết. Và đừng lên để ghi VN đang kinh doanh những con 4 ngày series, đặc biệt là những con 4090 rất là to nạt, rất là đẹp ha. Còn bây giờ thì chắc mình phải đi dùng bữa với anh em rồi, anh em dọn hết. Tạm biệt, see ya.